68. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Sáu nước đều xôn xao. Triệu Quốc gửi thư tới để chỉ trích Sở Quốc ngoài mạnh trong yếu. Tề Quốc dứt khoát nói với Hỏa Nhân mình ở ngoài chuyện này. Phản ứng của ba nước đều trong dự tính. Theo thần suy đoán, ba nước Hàn, Ngụy, Yên đều do dự, chưa quyết định được. Không biết nước theo Tần có mấy nước, có mấy nước chống lại Tần, e là khó đoán được. Ba nước đã sớm yếu đi rồi, căn bản không thể chống lại Đại Tần ta. Chỉ có điều cũng không muốn chịu thua xưng thần. Lúc này trong nội bộ lại tranh luận không dứt, làm khó tứ nơi. Trả lời chậm thôi cũng đúng. Đại Dương, vị Dương Quân xin cầu kiến. Triệu, rõ. Đại Dương, vị Dương Quân, tiên sinh, bá phụ, ngồi đi. Mời vị Dương Quân. Tạ Đại Dương. Đại Dương, Ngụy Dương phái sứ thần tới, đã vào thành. Sứ thần của Yến cũng đường trên đường tới Hàm Dương. Chỉ còn có Hàn Quốc thôi. Đại Dương, công tử Phi xin cầu kiến. Nơi này quá gò bó rồi. Lý Tư, đi cùng với Quả Nhân tới một nơi khác, công tử tự nhiên có thể nói chuyện tiện hơn. Dân, Đại Dương, Đình Quý, mời công tử. Hôm nay công tử tới tìm Quả Nhân là muốn nói chuyện gì? Giữ hàng. Công tử muốn Quả Nhân giữ lại hàng, không sợ người khác chỉ trích công tử theo Tần sao? Âm thầm làm người đứng giữ. Người tới nói trực tiếp là kế gì Đại Dương? Sau đó Quả Nhân hạ lệnh khiển trách chư hầu, cũng không phải chỉ vì Hàn Quốc thôi. Nếu Đại Dương trực tiếp nhắm vào Hàn Quốc, sợ mất đi cơ hội tốt để diệt các nước. Công tử, diệt sáu nước như thế nào? Đại Dương có quyết định của chính mình. Nếu công tử có kế hay để giúp Quả Nhân thống nhất thiên hạ, Quả Nhân đương nhiên là rửa tai nghe. Đại Dương, Hàn Quốc theo Tần hơn 30 năm, theo Tần đánh chiếm các nơi, Tần tấn công các nước khác, Hàn chuẩn bị ngựa roi cho Tần, Hàn kết quán với các chư hầu, lợi ích cho Tần. Hàn Quốc hầu hạ Tần như vậy có khác gì với quận huyện của Tần chứ? Nhưng Quả Nhân nghe nói ngay sau khi Hàn Dương nhận được chiếu lệnh là chuẩn bị chiến đấu, không như công tử nói, thuận theo như thế. Hàn là nước nhỏ, nước yếu, nhưng nghe lời dọa nạt nhắc nhở như vậy cũng sợ hãi nên có sai sót, chuẩn bị vật tư, sửa thành phòng thủ. Đây là phản ứng đương nhiên của các nước nhỏ. Mong Đại Dương thứ tội. Người thuận theo thì sống, kẻ nghịch lại thì chết. Nếu Đại Dương diệt Hàn trước là ép Hàn Ngụy đi theo Triệu Quốc, đến lúc đó Tề Sở cũng theo Triệu Quốc, thiên hạ đều chống lại Tần. Đại Dương có tấn công Triệu cũng không thắng nổi, lui lại tấn công Hàn thì cũng không thể. Binh lực quan giả, lực yếu hiện ra bên ngoài, quốc lực giảm dần, ngài thống nhất thiên hạ càng xa. Không mong muốn. Theo như công tử nói, Quả Nhân nên diệt sáu nước như thế nào? Phi nghĩ kế cho Đại Dương. Đại Dương phái người tới sứ Sở Quốc, dùng tiền hối lộ trọng thần, chiêu cáo với thiên hạ chuyện Triệu Quốc nhiều lần làm trái phép, liên kết Hàn Ngụy Sở thảo phạt Triệu Quốc.
Triệu đã bị diệt rồi, Hàng Ngụy đương nhiên sẽ thần phục Đại Cần. Đại Dương, một việc được nhiều thứ, chuyện thành công hơn. Nhưng sáu nước còn phải bù nhìn, sao có thể dễ dàng bị Đại Dương khống chế được chứ? Đại Dương phạt Hàn phải cẩn thận hơn. Nếu Đại Dương không thể diệt Hàn, chư hầu sẽ nghĩ Tần cũng chỉ có thế. Nếu Tần lại tới, tự sẽ chuẩn bị ứng chiến. Hàn bị diệt hay không, có lợi gì cho Tần? Hàn thuận theo Tần nếu là người thân cận, tự xin nói thẳng Hàn thần phục Tần là vì sợ Đại Tần, chứ không phải thật. Nếu quân quốc đánh Triệu Công Sở, Hàn Quốc sẽ phát bệnh, khiến Đại Tần không kịp đề phòng. Hàn Quốc thật lòng thần phục Đại Dương, không phải như Đình Quý nói. Đại Dương chiếu cáo thiên hạ, kẻ còn nói về liên bang sẽ phát binh diệt. Nếu Hàn Quốc không có lòng kháng Tần, thì cần gì phải lo lắng diệt Tần quốc, diệt quốc chứ? Rồi công tử sao lại đến để bàn việc giữ Hàn Quốc? Lời công tử nói, quả nhân sẽ suy xét. Tạ Đại Dương. Phi xin cáo lui. Thần có việc xin Đại Dương. Tiên sinh cứ nói. Xin Đại Dương hạ lệnh nhốt công tử Phi lại. Tiên sinh muốn bảo vệ bằng cũ sao? Thần khó đôi bề. Quả nhân nhốt công tử Phi thì sao biết được suy nghĩ của Hàn Dương? Nhưng y rõ ràng là đang thám thính suy nghĩ của Đại Dương. Công tử Phi đúng là có tài, quả nhân vẫn là câu nói cũ. Quả nhân dùng được là may mắn của Đại Tần, quả nhân không dùng được là có hại cho Tần. Chỉ cần không vượt quá giới hạn là quả nhân có thể tha thứ. Công tử ơi là công tử, ta nói đây, đến chỗ của ta còn mang theo rượu. Phủ Đình Quý của ta lẽ nào không có rượu của huynh? Huynh có rượu là việc của huynh. Hôm nay Phi đến là muốn thỉnh tội với Tư huynh. Tội gì chứ? Phi không nên tội nghe lời Tư huynh. Xin Tần Dương giữ Hàn. Tuy huynh đã nhắc nhở ta, ta hiểu là sợ ta làm Tần Dương tức giận rồi không giữ được mạng. Công tử hôm nay đến tìm chỉ để là đền tội hay sao? Đương nhiên là không rồi. Còn ống rượu. Phụ thân, tôi xin Đại Dương việc Hàn Quốc trước. Sao hôm nay lại cùng công tử Phi của Hàn Quốc uống rượu thế? Phụ thân công tư phân minh vì Đại Tần thống nhất thiên hạ, sẽ không câu nệ.
Nhưng luận về tư, người bạn phụ thân quan tâm nhất chính là Công Tử Phi. Nói xem Đại Dương sẽ nghe theo kế hoạch diệt Hàn hay là Thượng Tướng Quân diệt Triệu? Khó nói, Triệu hay Hàn đều liên quan đến bá nghiệp của Đại Dương, đâu có thể dễ dàng định đoạt. Đại Dương, Quách Khai mật báo Hàn Quốc phái thừa tướng Trương Nhượng đến Triệu, muốn cùng Triệu đồng minh kháng Tần. Triệu Dương đã phái Lý Mục đến Tân Trịnh. Hàn Dương trước nay gan bé, sao tự nhiên dám liên minh với Triệu kháng Đại Tần ta? Hàn Dương nói với người Triệu, phương án diệt quốc của Đại Tần đã có, Hàn hoặc Triệu. Hàn Triệu chỉ có liên minh mới chống lại được Nhuệ Sĩ Đại Tần. Diêu Cổ đang ở Tân Trịnh, lệnh cho Diêu Cổ nghĩ cách phá hoại liên minh. Dân. Diêu đại nhân, ngày mai Lý Mục vào cung gặp Triệu Dương. Đến rất hay. Hàn Triệu liên minh, Tần Quốc nên làm sao đây? Đằng huynh đang nhắm tới vị trí cảnh vệ Nam Dương, đây là một cơ hội rất tốt. Nếu có gan, không chỉ có được quyền mà còn phá hoại được họ liên minh. Ai dám cản xe của thừa tướng? Ta, Thượng Khanh của Tần Quốc. Thượng Khanh đại nhân, từ tướng, ngài có ý gì đây? Thừa tướng hiểu lầm rồi. Rơi mất dây ngựa. Thừa tướng đợi một chút. Vậy phiền Thượng Khanh đại nhân nhanh nhanh lên. Nào, sửa xe nào. Sửa xe. Người Hàn ở ngay ngoài đường Tân Trịnh, sao có thể để người Tần hống hách chứ? Triệu Hàn đang gấp liên minh, không cần sợ người Tần. Đi, đập cái xe cản đường này đi. Võ An Quân xin bớt giận. Chuyện nhỏ này chờ Triệu Hàn liên minh rồi nói. Công tử, Đại Dương có chuyện gì sao? Diêu Cổ tự ý hành động không kiêng nể gì, đe dọa Đại Dương. Ngũ quốc đều không dám kết giao với Hàn Quốc. Tiểu nhân sớm đã nghe qua nói qua, Diêu Cổ đến lục quốc đúc lót quan thần. Con ấy ở đây, lục quốc liên minh khó mà thành được, nhất định sẽ chịu sự sắp xếp của Đại Tần. Chuẩn bị xe. Công tử định đi đâu? Đến khuyên Trần Dương trừ khử Diêu Cổ. Công tử không thể mạo hiểm. Công tử, lần trước ngài khuyên ngăn giữ lại Hàn, Trần Dương đã rất lâu rồi vẫn không muốn gặp công tử, nhất định là nảy sinh nghi ngờ. Diêu Cổ là trọng thần bốn đời của Tần Quốc, rất được Trần Dương tín nhiệm. Công tử, ngài tuyệt đối không thể dấn thân vào nguy hiểm. Diêu Cổ không bị trừ khử, Hàn Quốc khó mà tồn tại. Trần Dương tài trí mưu lược, nhưng không phải không có điểm yếu. Tìm được điểm yếu của ngài ấy, không những trừ khử được Diêu Cổ, còn có thể khiến ngài ấy không uy hiếp đến Hàn Quốc nữa. Công tử,
Điểm yếu của Trần Dương ở đâu? Chính là tài trí mưu lược của ngài ấy. Hôm nay công tử đến để luận đạo, biện lý hay khuyên ngăn? Đúng là có một chuyện đắn đo đã lâu. Gần đây nghe được rất nhiều lời đồn đãi, cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi. Trên thiên hạ này còn có chuyện khiến cho công tử nghĩ không thông sao? Quả nhân đồng ý nghe. Quốc lực Đại Tần vượt xa lục quốc. Đại Dương lại là nhân tài kiệt xuất trong số 6 vị quân vương, nhưng lại không nghĩ được vì sao Dương phải chần chừ quản lại việc lục quốc chứ. Vậy công tử có đáp án gì chưa? Nói về quốc lực, lục quốc chắc chắn không thể so được với Tần. Nhưng quân Tần tiến về phía đông tấn công nước nào, lục quốc cũng sẽ hợp tung đứng lên kháng Tần. Đây là lý do khiến Tần khó mà không diệt lục quốc. Lục quốc hợp tung, Đại Tần liên hoành đã được bao lâu nay? Quả nhân từng có cách đối phó. Nhưng cái sách đối phó của Đại Dương có nhiều sơ hở lắm. Ta nghe cao kiến của công tử. Đại Dương phái sứ thần lấy vàng bạc ra để trọng đãi Đại Thần lục quốc, khiến cho lục quốc nghi ngờ lẫn nhau. Nhưng Đại Dương dùng người không đúng, tiêu tiền như nước, làm kiệt quệ tài sản, ngược lại sẽ bị nhân sĩ lục quốc chê cười. Quả nhân dùng người không đúng sao? Công tử nghe đâu ra những lời này thế? Trong triều đình của Đại Dương có rất nhiều tướng giỏi, mưu thần như mây, lẽ nào không có người thật giả lẫn lộn sao? Lấy Thượng Khanh Diêu Cổ làm ví dụ, ông ấy chính là một quan thần bình thường. Diêu Cổ nhận lệnh Đại Dương xuất sứ đến Hàn, ngụy ly gián, nhưng thứ mà ông ấy ly gián được lại chỉ là đại thần của lục quốc chứ không phải quốc quân của lục quốc. Nhân sĩ lục quốc đang rất phản đối, tất cả đều muốn ngăn chặn hành vi này. Quả nhân hiểu rồi. Công tử đến là để hãm hại trọng thần Đại Tần ta, đúng không? Đại Dương, thần không hề ác ý hãm hại bất kỳ ai. Diêu Cổ đến lục quốc chỉ mua chuộc trọng thần, mà lại làm như là không thấy các nhân sĩ. Ông ấy tính tình ngạo nghễ, tự ý hành động mà không kiêng nể gì. Mỗi lần mua chuộc được một đại thần thì có thể đắc tội với cả trăm nhân sĩ. Đây chính là nguyên nhân vì sao nhân sĩ lục quốc lại căm ghét Diêu Cổ, chán ghét Trần Quốc, cho nên Đại Dương ngăn cản hợp tung. Những nhân sĩ lục quốc lại tiếp tục ủng hộ việc này. Sách này đã liệt kê các tội danh của Diêu Cổ. Thứ nhất là xuất thân của Diêu Cổ, là con trai của một tù nhân, hành nghề trộm cướp. Bề ngoài thì kết giao với quốc gia khác, nhưng bên trong thì lại mưu đồ tư quyền. Thứ hai, Diêu Cổ lấy ngân khố của Đại Tần để hối lộ quân thần tứ quốc, nhưng lại tham lam vô độ, lòng mang mưu đồ. Đại Dương cho Diêu Cổ 40 xe vàng bạc để giao thiệp với Triệu Đường tứ quốc, nhưng Diêu Cổ chỉ đem theo 20 xe thôi, tự ý lấy làm của riêng 20 xe. Đại Dương đã tín nhiệm Diêu Cổ, sao có thể chấn hưng quốc chính? Sao có thể khiến cho quân thần và lục quốc khâm phục? Bái kiến Đại Dương. Người có biết tội không? Đại Dương, thần có tội gì ạ? Tự xem đi. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org.
Đại Dương, Đại Dương có thể cho phép thần giải thích được không? Nói. Đại Dương, thần không những biếu hậu lễ cho trọng thần quyền thần của lục quốc, mà còn tự mình tham ô, khiến cho sĩ nhân lục quốc đều biết. Hai việc này là do thần cố ý. Cố ý à? Dân không sợ ít, chỉ sợ không điều. Đây là cái ác của loài người. Sĩ nhân lục quốc vào lúc đang mắng chửi thần, cùng chĩa mũi nhọn vào quyền thần, trọng thần có được tiền tài kia. Đại Dương, thần tự thâm ô là lấy, không cần nói nữa. Quả nhân trách nhầm ngươi rồi. Tạ Đại Dương. Sách này là Hàn Phi hiến, có đúng không ạ? Đại Dương, Hàn Phi là công tử của Hàn Quốc, cho nên hắn chỉ có thể vì Hàn mà không thể vì Tần. Đại Dương tuyệt không được nuông chiều hắn. Quả nhân không hề có chứng cứ thực, nên không thể xử lý Hàn Phi. Đại Dương, Hàn Phi không chỉ ly gián quân thần Đại Tần ta, còn sử dụng lục quốc hợp sức kháng Tần. Đại Dương, người này không giết, tai họa vô cùng. Thượng khanh Đại Dương, chuyện này tạm thời không nói nữa. Hàn Quốc có động tĩnh gì? Đại Dương, thần đang có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, nên đằng nguyện Hàn Đại Tần và nhậm chức Nam Dương giả thủ. Đại Dương, nên đằng nguyện hiến đất Nam Dương cho Đại Dương. Hay lắm, đây là thời cơ tốt, ngàn năm có một. Triệu Cao, bao triệu Lý Tư vào cung. Dân. Đại Dương đặt triệu lập tức vào cung. Lệnh đại quân giả vờ tiến công Tân Trịnh thu hút sự chú ý của Hàn Dương. Sau đó Nam Dương đồng thời gia nhập thành đất biên cương Đại Tần. Đợi Hàn Dương tỉnh ngộ, trừ giờ ấy sinh Hàn không còn đường thoát nào nữa. Công tử, thái giám của Trương Đại Cung tới, Tần Dương gọi ngài vào cung. Biết rồi. Thiên hạ trong lòng quả nhân và thiên hạ trong lòng công tử giống nhau không? Đại Dương,
Công tử tại sao nhiều lần gian tần? Phi là người Hàn. Người Tần và người Hàn thì có gì khác biệt? Giống như trong lòng người Tần chỉ có Tần Quốc. Nhưng Phi là công tử Hàn Quốc. Trong lòng công tử nghĩ gì? Trong lòng của quả nhân, dù là người Tần, người Hàn hoặc là Triệu, Ngụy, Tề, Sở, Yên, muôn dân thiên hạ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, liền là thiên hạ thái bình. Nếu trong lòng công tử chỉ có ý nguyện làm an thiên hạ, có tài năng trị thiên hạ, ở lại Hàm Dương, quân thần chúng ta đồng lòng vì thiên hạ thứ dân lập lên thái bình vạn tuế. Công tử nếu nghĩ cho thiên hạ thì nên ở. Công tử nếu nghĩ cho Hàn Quốc thì nên đi. Quả nhân quyết không cản trở công tử. Tạ đại vương. Nam Dương về Tần, Hàn Quốc rất nhanh sẽ bị diệt. Thượng Khanh đại nhân đã lập công đầu cho Đại Tần ta diệt Hàn. Tiện tay được thôi. Ngày khác nếu Thượng Khanh đại nhân rảnh rỗi, hãy tới phủ ta uống sảng khoái vài ly. Nhất định. Đợi ta cắt tay sau của Hàn Dương rồi, ắt sẽ cùng đại nhân không sai không về. Tại sao cái gì thế? Hàn Phi, Thượng Khanh đại nhân à, nói thế là sao? Tiên sinh, Hàn Phi là Hàn Dương phái tới bên cạnh đại dương để làm gian tế. Đại nhân không thể nói bừa. Tiên sinh, ngài không biết hay là không thừa nhận? Cổ và Hàn Phi không có giao tình cũ, ta sẽ không như tiên sinh mềm lòng nhân từ với hắn như ngài đâu. Chuyện gì? Thượng Khanh tới thăm. Thượng Khanh đêm khuya tới đây có gì chỉ giáo? Đại dương tại sao gọi cổ từ Tân Trịnh về thế? Phi Ngôn nói với đại dương, Thượng Khanh tham mưu
Nhưng công tử giấu ta một chuyện vô cùng quan trọng. Là chuyện gì? Công tử là người gian, ẩn náu bên cạnh đại dương. Không có. Nhưng công tử sẽ đem chứng cứ tự tay đưa đến trước mặt đại dương. Khó bề tưởng tượng. Chúng ta là người gian sẽ toàn lực giữ bí mật. Lạ ở chỗ công tử sẽ không làm thế. Công tử chắc chắn biết đại dương muốn bình lục quốc, đầu tiên là Hàn hoặc Triệu. Người thiên hạ biết. Công tử, đại dương đã quyết diệt Hàn Quốc trước. Công tử biết Ninh Đằng chứ? Hắn từng làm tùy tùng cho ngài, bây giờ nhận lệnh Hàn Dương canh giữ Nam Dương. Cổ Bất Tài đưa Ninh Đằng lên chức vị giả thủ Nam Dương. Ninh Đằng đã đồng ý cổ hiến Nam Dương rồi. Công tử tần có đất Nam Dương, Hàn Quốc đi đâu gì đâu. Chắc là công tử rõ hơn lão phu đấy chứ. Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Không sao. Tất cả vào hết, không được thiếu ai. Đi. Tồn vong của Hàn Quốc là do các ngươi. Trước khi trời sáng, các ngươi phải xuất phát từ các cổng thành, phải đưa tin tức Ninh Đằng phản Hàn đưa đến Tân Trịnh. Đó. Công tử, nhiều cổ ở trong tối nhìn công tử hành động. Công tử lúc này truyền thư khác gì tìm chết. Hoành phụ không thể sống. Đây là hy vọng duy nhất. Người trong phòng chỉ cần một người thoát có thể trảm giết được Ninh Đằng, quỷ âm mưu tận quốc. Công tử, tiếp tục đi Hàn Quốc. Phi. Phi xin các vị, chúng thần nguyện chết theo công tử, bảo vệ Hàn Quốc.
Là cái khó trong chí, không phải ở người thắng, trong tự thắng. Cố viết cái gọi là tự thắng. Các người qua bên kia, những người khác theo ta. Rõ. Đại Dương, Hàng Phi và Hàm Dương đến nay nhìn đại tần ta chứng cứ thép như núi. Đại Dương, thần đem chuyện Ninh Đằng phản bội nói với Hàng Phi, tài của người này biết rõ thần cố ý, lại cần đưa thư cho Hàng Dương, biết rõ không thể làm, đây chính là tìm cái chết. Có thể thấy được Hàn Phi đối với mẫu quốc trung thành, âm độc như đại tần ta. Đại Dương, theo tần pháp, người phản tần phải chịu hình phạt xa liệt. Đại Dương, Hàn Quốc sắp diệt. Hàn Quốc diệt, công tử Phi không còn chỗ dựa, sau này phải có dụng cho đại dương. Đại tần ta lấy pháp lập quốc, pháp độ không thành, đại dương sao thống nhất thiên hạ, an vạn dân? Đại Dương, nếu không theo tần pháp, người quốc lớn khó phục. Thế nên xin đại dương suy xét lại. Tần pháp uy nghiêm, công tử Phi biết mà phạm, không thể tha thứ. Đại Dương, đại dương, công tử Phi dù có tài nhưng cũng không khiến đại dương trọng dụng được, ngược lại còn cản trở đại dương thống nhất thiên hạ. Thần cho rằng theo tần pháp xử trí. Đại Dương, theo tần pháp xử trí đi. Phim được thuyết minh bởi tv2s.org. Dân,
Câu tử, Tư Huynh, Huynh không cứu nổi ta đâu. Nếu ta là Tần Dương, cũng tuyệt không tiếc gian nhân. Chương 9.